quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Người quen tố cáo bạn trai mới của Nhật Lê là lừa đảo vô danh trả tiền, xe hơi cũng phải đi thuê. Tài khoản này tố cáo việc bạn trai mới kéo phem Quang Hải và nếu như Nhật Lê quá vội vàng, dễ dãi thì sẽ có sai lầm đáng tiếc xảy ra. Chia tay Quang Hải, cư dân mạng chưa kịp chúc phúc cho Nhật Lê, khi cô nàng có bạn trai mới thì hàng loạt phốt lại bị khui ra. Người mới của Nhật Lê được cho là Hưng Harry, một thiếu gia Bắc Ninh, sở hữu homestay, spa và quán bar, xe hơi hạng sang Porsche. Tuy nhiên, danh tiếng của anh chàng này chưa được xác thực. Hưng Harry nhiều lần úp mở việc đang yêu Nhật Lê trên mạng xã hội, thậm chí đá xéo Quang Hải. Từ đây, tình mới Nhật Lê càng được chú ý hơn, nhưng cư dân mạng lại nhanh chóng nghi ngờ độ giàu có của thiếu gia này. Mới đây nhất, một tài khoản mạng xã hội được cho là biết về Hưng Harry để lên tiếng cảnh báo Nhật Lê. Người này khẳng định bạn gái cũ Quang Hải chỉ là cô gái 20 tuổi còn non và xanh, nên chẳng bao lâu nữa sẽ phải hối hận về lai lịch thực sự của Hưng Harry. Qua tâm thư gửi Nhật Lê, người này cho biết bạn trai mới của cô không hề làm chủ ba club homestay hay spa nào như lời đồn. Không nhận thế, chiếc Porsche anh chàng khoe cũng là của đi thuê mà thôi. Người này khẳng định Hưng Harry không phải đại gia, thậm chí nhà nghèo và hiện tại đang kinh doanh đa cấp tiền ảo. Bạn trai mới của Nhật Lê thường để hashtag liên quan đến một mô hình kinh doanh đa cấp, núp bóng một dạng tiền điện tử ảo. Người ta cũng nghi ngờ xế hộp tiền tỷ được cho là của Hưng Harry cũng chỉ là đồ đi thuê. Tài khoản trên cũng cảnh báo Nhật Lê rằng chính bạn trai mới đang muốn kéo phem cô để nổi tiếng, là tên vô danh không đáng mặt đàn ông. Ông thì làm đồng tiền ảo muốn bon chen lên báo với cách dựa hơi vào cô bồ cũ của anh chàng cầu thủ nổi tiếng. Có nhiều cách, nhưng anh chọn cách này thì quá hèn và rẻ tiền. Bên cạnh đó, người này khẳng định Quang Hải mới là người có tài, còn Nhật Lê chưa kịp trưởng thành đã bị một tên chuyên sống ảo lừa đảo một cách ngọt ngào. Tâm thư còn chỉ trích Nhật Lê dựa hơi Quang Hải để nổi tiếng, và nếu Nhật Lê cứ trẻ con, vội vàng và dễ dãi, nếu không tỉnh ngộ thì sẽ làm nên những sai lầm đáng tiếc. Gửi đến em Nhật Lê thân thương, dù gì thì em cũng chỉ là một cô bé ngoài 20, em còn non và rất xanh lắm cô bé ạ. Tìm hiểu kỹ hơn một chút đi, chẳng cần lâu đâu, em sẽ phải hối hận ngay đấy. Bởi ngoài cái chiếc Porsche thuê, mỗi ngày để lấy làm một chút hào nhoáng cho em ngồi lên chụp ảnh sống ảo thì cũng chẳng có cái gì. Chủ của một quán ba lớp homestay và spa tất cả là không hề có nhé. Trong quán hộ cho chị Thủy thôi mà cũng cho là làm chủ. Báo chí đăng bài cũng chẳng có căn cứ xác thực nhỉ. Tóm lại, cậu này là một thanh niên trẻ sinh năm 1989, bắt đầu khởi nghiệp bằng công việc. Có lẽ các bạn cũng đã từng được nghe qua, đó chính là đồng tiền ảo. Bitcoin thì có được, coi là một công việc kinh doanh hẳn hoi. Cái gì mà doanh nhân với cả đại gia đọc mà buồn cười quá. Nhà bạn này ở Bắc Ninh cũng rất khó khăn đấy nhé. Gia đình còn phải trông chờ vào công việc của Hưng, chứ không phải là con ông cháu cha hay gia thế gốc gác gì đâu các bác ạ. Vài ba cái ảnh dựa vào xe của người này người kia xong thì được cho là khối tài sản của bản thân. Những người làm tiền ảo này, ai cũng khoe siêu xe để quảng cáo, mượn siêu xe để lộng lực cho những người khác thấy ham mà join tham gia vào cái nhóm Bitcoin này. Đây chính là công việc của họ. Còn xe thuê hay xe mướn vay từ đâu ra thì vẫn chưa rõ nguồn gốc đâu đấy nhé. Hội này là như thế, viết báo mà cũng không có những thông tin xác thực, đúng là những tin vịt, ai cũng có thể làm đại gia doanh nhân, với cả người nổi tiếng thời đại gì mà cứ tạp nham nháo nháo thế kia. Ông thì làm đồng tiền ảo muốn bon chen lên báo với cách dựa vào cô bồ cũ của chàng cầu thủ nổi tiếng. Có nhiều cách nhưng anh chọn cách này thì quá hèn và rẻ tiền. Ông không thấy hổ thẹn với cái tôi của một người đàn ông, cũng như nhục nhã với Quang Hải khi đều là đàn ông sao? Nhân vật chính là Quang Hải, bạn ấy mới đúng là người có tài thực sự. Nếu Nhật Lê không từng cặp kè với Quang Hải thì có được sự quan tâm của mọi người như bây giờ không? Không có Quang Hải thì có Nhật Lê với một ít fan từ Quang Hải như ngày hôm nay không? Hiện tại thì cả hai cũng đã chia tay, họ đơn thuần cũng chỉ là người yêu. Không phải vợ chồng, nhưng giờ thì người yêu cũng chẳng còn, mà đã từng là người dân, vậy còn gì để mà nhắc đến? Muốn lên báo bon chen showbiz hào nhoáng để tiếp tục sự nghiệp, thả thính, thì hãy thực sự thành công nha bạn. Hãy là một người có địa vị trong xã hội đi, khẳng định được bản thân, thế mới đáng ngọt đàn ông chứ. Chứ phải là con đàn bà đâu mà dựa vào cục nọ cục kia bon chen vậy ông. Ông này là tôi còn lại gì? Yêu đương không biết đậm sâu được bao nhiêu mà thấy toàn là màu. Nói ra như thế, em gái chưa kịp trưởng thành này đã bị một tên chuyên sống ảo lừa đảo một cách ngọt ngào.
từ một tên vô danh nay lại có thể nhẹ nhàng được xuất hiện trên truyền thông để có thể tiếp tục sự nghiệp sống ảo thả thính các cô gái, cũng như giúp cho công việc mà Khứa này đang làm được thuận lợi. Chẳng lẽ tưởng như vậy đã nổi tiếng sao? Cũng chỉ tầm này là hết, còn gì đáng để mà nhắc đến hơn nữa đâu. Một cô thì trước đây ăn ké Vin vào bạn trai cũ, và một chàng thì ăn ké em bạn gái cũ của cầu thủ. Ngoài ra thì Nhật Lê cũng chẳng phải là một nhân vật gì trong showbiz cả. Một cô sinh viên không hơn không kém. PR cho người yêu mới để chọc tức Quang Hải hay không thì Nhật Lê, sự trẻ con và vội vàng dễ dãi của em sẽ làm nên những sai lầm đáng tiếc xảy ra với em, và điều em có được là những bài học quý giá đấy. Cảnh báo và cảnh tỉnh em Nhật Lê nhé. Cư dân mạng nổ ra nhiều tranh cãi về thân thế thực sự của tình mới hot girl Quảng Nam. Bên cạnh ý kiến cho rằng tâm thư trên chưa có tính xác thực thì một số người cũng phản bác, nếu thực sự giàu có như lời đồn thì Hưng Harry chẳng cần úp mở như vậy. Hiện tại cả Nhật Lê và Hưng Harry vẫn tỏ ra khá im lặng. Nếu lời tố cáo trên là sự thật thì quả thật Nhật Lê vẫn chưa hết vận đen. Chia tay Quang Hải có vẻ Nhật Lê vẫn chưa tìm được chân ái mới của đời mình.